Cho đến ngày hôm nay, nếu mà có ai đó hỏi Cọc Đình là nên lựa chọn một cái mic không dây nào tốt nhất cho camera, thì ngay lập tức câu trả lời của Cọc Đình đó chính là Hollyland Lac M2. Và đó chính là cái mic mà Cọc Đình đã đeo trên người này. Điều đặc biệt ở chỗ nó chỉ nặng có 9g thôi, một trong những cái mic nhẹ nhất thế giới hiện tại. Chắc chắn rồi, khi mà trải nghiệm review một cái mic á, mình phải ra không gian ngoài trời. Và cái chỗ lý tưởng nhất mà Cọc Đình có thể chọn được ngay từ lúc này đó chính là một cái cầu đi bộ. Ở dưới thì xe lớn, xe máy chạy qua cũng khá là nhiều nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay không hiểu sao mà đứng trên này rất là mát, tiếng gió nó sẽ ảnh hưởng vô cái chất lượng thu của cái mic này. Tuy nhiên, đây chính là một cái bài test để mình hiểu coi cái mic này hoạt động trong môi trường cụ thể nó như thế nào. Đây chính là cái hộp đựng cái sản phẩm và cũng là cái hộp sạc dành cho cái receiver và transmitter. Cái transmitter thì Cọc Đình đang gắn ở trên cổ một cái. Đây là cái thứ hai. Các bạn có thể thấy là cực kỳ nhỏ gọn như là một đồng xu vậy. Còn cái cục receiver đang trên camera thì Cọc Đình sẽ quay cái shot này để cho mọi người thấy cái sự nhỏ gọn của nó. Bây giờ các bạn có thể nghe cái giọng của mình rất là rõ và đúng không? Bởi vì cái camera của mình đang được gắn cái mic Lac M2 này. Bây giờ thì bạn camera của mình sẽ rút cái dây kết nối với cái mic. Bây giờ rút ra đi. Bây giờ là cái âm thanh trực tiếp từ cái camera của mình thì chắc chắn là mình không cần phải kiểm tra, mình sẽ biết là cái camera của mình rất là bị noise, rất là sôi, bởi vì cái âm thanh trực tiếp từ camera lúc nào cũng tệ hết. Rồi bây giờ thì gắn cái mic vô ngược trở lại nào. Bây giờ chắc chắn là cái âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó chính là một cái lý do mà trong bất cứ một trường hợp nào đều phải sử dụng một cái mic, cho dù là một cái mic gắn cổ áo hoặc là những cái mic gắn ngoài. Thì hiện tại trên tay mình đó chính là những thiết bị kết nối cho điện thoại, gồm có điện thoại iOS hoặc là Android. Chỉ cần gắn cái này vô điện thoại là mình sẽ sử dụng được liền. Đoạn video này thì mình sẽ thu trực tiếp từ cái điện thoại iPhone 14 của mình. Sau đó mình sẽ gắn cái mic Lac M2 này vô và để thấy sự khác biệt giữa một cái đoạn clip có mic và một cái đoạn clip không có mic. Đây là một đoạn clip mà mình đã sử dụng cái mic gắn trên cái cổ áo của mình. Và chắc chắn là cái âm thanh sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Và trên đây có một cái nút màu vàng. Khi mình ấn một cái nút màu vàng, nó sẽ chuyển qua màu xanh lá, có nghĩa là nó chuyển qua chế độ khử noise. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ khử noise để cho các bạn thấy có sự đổi gì không nhé. Bây giờ nó đã hiện qua màu xanh lá cây, có nghĩa là đang ở chế độ khử noise. Trong cái âm thanh mà Cọc Đình nói á, nó sẽ lẫn vô tiếng gió, tiếng môi trường xung quanh. Và những cái tiếng ồn như vậy á, nó sẽ khử cái tiếng đó đi. Và chắc chắn cái giọng của Cọc Đình sẽ bị ảnh hưởng. Giống như là các bạn nghe thấy giọng của Cọc Đình sẽ không được trong trẻo như là cái kia mà, đúng không? Thì đó chính là cái phần mình sẽ đánh đổi. Một là mình sẽ khử noise ngay tại chỗ ở đây. Hai là mình sẽ làm trên hậu kỳ. Và theo kinh nghiệm của Cọc Đình á, thì Cọc Đình thích xử lý cái khử noise trên hậu kỳ hơn. Bây giờ nếu mình bấm 2 lần á, có nghĩa là nó sẽ tắt record và mở record từ cái điện thoại kia. Mình đang ở trong căn phòng của mình và mình đang thử set up một cái góc quay bằng điện thoại. Thay vì bấm record từ chính cái điện thoại á, thì mình sẽ điều khiển bằng cách là mình sẽ bấm 2 lần vô cái nút màu vàng của cái transmitter gắn trên cái cổ áo của mình như thế này. Nó sẽ rất là tiện, mình sẽ phải đỡ đứng lên đứng xuống để bấm record từ cái điện thoại kia. Khoảng cách giữa điện thoại với cái transmitter này là 300m, là cái phạm vi hoạt động. Nhưng mà mình nghĩ là chắc chẳng có bao giờ mình phải đặt một cái camera mà xa 300m để coi thu cái tiếng. Như vậy cũng thực sự là cũng không hợp lý lắm. Có thể các bạn sẽ thắc mắc là trong trường hợp nếu mà cái mic này hết pin sẽ như thế nào. Nó có cái cọc Type-C sạc trực tiếp ở trên này cũng được. Có một vấn đề là khi xài những cái app có sẵn trên điện thoại á, thì mình không thấy được cái sóng của âm thanh nó vô như thế nào. Thì mình có thể sử dụng cái app thứ ba. Trong trường hợp này thì mình sử dụng Filmic Legacy. Cái sóng âm thanh như thế này á, hiện lên rất là rõ, thì mình sẽ biết nó đã được kết nối với cái mic này rồi. Anh Cọp ngồi thoải mái nè, rồi vô nè, 3, 2, 1 vô.
Mình cực kỳ thích cái mic này ở chỗ là cái transmitter nó chỉ nặng 9g thôi. Có nghĩa là khi gắn trên những cái cổ áo như thế này á, cho dù là những cái áo mỏng á, nó sẽ không bị trễ, nó bị lệch cổ áo, mất đi cái form của cái áo. Cho em biết thêm cái phần lợi ích của cái mic không dây gắn cho nhiều người đó anh. À, cái câu hỏi này cũng khá là hay đấy, bởi vì các bạn có thể thấy là cái giọng của bạn cameraman của mình á và cái âm lượng của mình nói ở đây nó khá là giống nhau. Có nghĩa là những cái mic thông thường á, ai đứng gần camera thì nó mới sẽ thu cái giọng người đó tốt hơn. Nhưng mà những cái mic không dây á thì có nhiều cái transmitter, và cụ thể ở đây mình có hai cái transmitter gắn trên cổ áo của hai người, và hai người nói chuyện á thì nó cái đầu thu vô một cái âm lượng nhất định, và nó làm cho cái âm thanh nó không có bị chênh lệch về cái độ xa gần. Cho dù là camera mình đứng ở đây, mình đi xa vài trăm mét, nhưng mà chắc chắn là cái âm lượng của cái dòng của mình á, nó vẫn y chang như là mình ngồi như thế này. Đó chính là một trong những cái lợi thế của sử dụng cái mic không dây. Thử ở ngoài trời rồi thì bây giờ mình vô trong nhà, trong cái góc rất là quen thuộc mà Cộng Đình hay quay những cái vlog này, để coi cái mic này nó hoạt động như thế nào. Và mình đã từng sử dụng cái mic này ở một số cái video trước đây rồi, nên mình khá là tự tin để nói là những cái đoạn mà mình thu như thế này á, nó sẽ có một âm thanh rất là tốt. Định dạng âm thanh của cái mic này đó chính là 48.000Hz 24 bit, có nghĩa là nó sẽ thu được cái chất lượng âm thanh tốt và chân thật nhất. Trên cái cục receiver gắn trên camera á, thì nó có cái ba cái nấc đèn thể hiện cái volume, và các bạn để ý phần bên hông á, nó có một cái nút M để chỉnh cái mode là mono hoặc là stereo. Cái mono sẽ là màu xanh lá, còn stereo sẽ là màu xanh dương. Để mình giải thích xíu như thế này, cái mono có nghĩa là cái âm thanh này sẽ vô đều hai kênh, có nghĩa là tay trái và tay phải của mình nghe rất là rõ. Còn stereo có nghĩa là âm thanh nội, thì cái âm thanh nó gần với cái mic nào á thì nó cái mic đó nó sẽ thu to hơn, cái mic nó ở xa nó sẽ thu nhỏ hơn, để tạo ra cái sự sống động xa gần của âm thanh. Ví dụ mình có thể nghe được cái âm thanh của tiếng xe chạy từ trái qua phải, nó chạy qua lỗ tay trái rồi chạy qua lỗ tay phải thì nó rất là sống động, thì đó là chính là stereo. Còn cái kiểu mà quay vlog giống như Cộp Đình đang là nói như thế này á, thì nên chuyển qua mono. Mình đã kết nối cái mic này với là điện thoại này, camera này. Bây giờ mình sẽ kết nối với máy tính để thu âm trực tiếp từ trên đó. Rất đơn giản thôi, chỉ cần kết nối receiver với máy tính bằng cây jack là 3.5. Không cần đến cả âm thanh ngoài, gắn vô là sử dụng được liền. Mình thường xuyên sử dụng phần mềm là Adobe Audition để thu âm trực tiếp từ trên máy tính. Đây chính là đoạn audio mình thu trực tiếp từ trong máy tính. Sẽ có những video mình sẽ phải thu tiếng riêng và lồng ghép nó trong hậu kỳ. Thì đây chính là một cái công đoạn mình hay làm trên cái phần mềm là Audition của Adobe. Đây cũng là một giải pháp khá là tốt, bởi vì một cái mic không dây gắn trong camera thì bây giờ nó trở thành một cái mic có thể xài trong studio bằng những cái phần mềm chuyên nghiệp thu âm từ nó. Thì đây cũng là một cái phương án giải pháp mà có lẽ là khá là tốt khi mà một cái mic như thế này có thể làm được những cái công việc như vậy. Tổng thời lượng pin của cái mic này xài được 48 tiếng. Riêng cái transmitter sẽ là 10 tiếng. Thời gian sạc hộp này là 1 tiếng rưỡi. Khi mà mình để cái cục receiver hoặc là transmitter vô cái hộp sạc này á, thì chắc chắn là nó sẽ tự động sạc luôn. Có 3 cách để đeo cái mic lắc M2 này. Cái thứ nhất đó chính là các bạn có thể thấy là mình sử dụng một cái cục nam châm để giấu cái mic ở bên trong cổ áo của Cộng Đình như thế này, và cái kiểu này nó sẽ rất là tiện lợi và mình rất là thích sử dụng cái cách này. Cái thứ hai đó chính là mình sẽ dùng một cái kẹp, thì mình sẽ kẹp vô cổ áo, kẹp vô ba lô, kẹp vô nón hoặc là bất cứ một cái dụng cụ nào đi đôi với người mình để mình có thể thu được cái tiếng trực tiếp ở trong đó. Cái thứ ba đó chính là mình dùng cái thiết kế vòng cổ mới này, trông nó khá là thời trang, kiểu giống như là một cái sợi dây chuyền trang sức vậy. Nhưng mà nhớ xoay cái phần thu tiếng lên bên trên nha. Cái kiểu này thì nó sẽ hạn chế di chuyển hơn vì nó rất là dễ rơi rụng và nó va đập vô cái lồng ngực của mình, nó sẽ thu được những cái tiếng nói chung là không hay lắm. Mình đã cho một cái sticker màu vàng rất là dễ thương ở đây. Rồi, các bạn thấy mình thể hiện cá tính chưa? Và còn rất là nhiều cái sticker khác, và nếu như mình hôm đó tâm trạng mình như thế nào á, mình sẽ chọn một cái cho nó phù hợp. Đây chính là cái túi đựng toàn bộ cái sản phẩm, cái mic này của mình. Khá là gọn gàng ở đây và mình cho vô ba lô rất là dễ dàng nha. Đây là tất cả những cái gì mình cần trong công việc và trong những cái chuyến đi của mình. Và lại trong ngày hôm nay, Cộng Đình đã giới thiệu cho các bạn một cái mic không dây có thể nói là nhỏ gọn nhất thế giới hiện tại, nhưng mà âm thanh cực kỳ chất lượng,
Và với riêng cá nhân của mình á, mình rất là thích cái mic này và rất là mong muốn được sở hữu nó. Qua cái sự trải nghiệm đánh giá của Cọp Đen trong video này á, thì cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều thông tin để cho các bạn tham khảo và biết đâu các bạn sẽ sở hữu một cái mic giống như thế này. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé. Rồi, bye bye.